Toán của người AD thì năm 14 tuổi thì ba mẹ kêu Hen lấy chồng, nhưng mà Hen nói rằng là Hen không thể lấy chồng trong thời điểm này. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 của tôi đã dành hết số tiền thưởng của mình cho các em. Tôi đã mở một thư viện. Amazing women will become our next Miss Universe. Vùng áo số 9 và đây là cơ hội dành cho U19 Hàn Quốc. Và dài sinh hồn của U19 Hàn Quốc trong những tình huống lên bóng và đây là cơ hội. Vẫn chưa có bàn. Tùng, tiền đạo áo số 10 của U19 Hàn Quốc vào sân. Dứt điểm không được. Thủ môn Elinie. Pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Gobon Cheun. Pha dứt điểm rất căng. Nhưng thủ thành mà số 1 của U19 Việt Nam đã có một tình huống bay người cản phá xuất sắc. Đây là cơ hội của U19 Hàn Quốc. Rất may cho U19 Việt Nam. Cho Yang Úc. Cơ hội. Rất hay cho Elinie. Rất đáng khen cho thủ môn Elinie. Một pha phản xạ xuất thần của Elinie. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Một pha bóng đánh đầu rất căng của cầu thủ Om Sehun. Tuy nhiên Elinie đã đổ người chính xác. Liên tiếp hai pha cản phá của thủ thành số 1 của U19 Việt Nam.